Xin chào mọi người. Chân bệ đế tiên Diệt Đạo 1082. Tướng quân Bạch Sẹo lùi binh không phải là không có lý do. Ngay tại một cái chớp mắt trước khi hắn hạ lệnh, Yến Vương truyền lệnh đến vì ngũ đại chư hầu cùng liên hợp công kích biên cương, chiến sự căng thẳng, ra lệnh cho hắn nhanh chóng trở về phòng thủ. Quân lệnh như núi, hắn không thể chống lại, nên như phá hư chiến sự, hắn đảm đương không nổi. Lần này, Tô Tinh Trấn sẽ thanh tĩnh được mấy ngày. Nhìn qua đại quân đã đi xa, Dương Cách Lão hít sâu một hơi, lo lắng nói, lấy bản tính của tướng quân Mạch Sẹo, ngày khác hắn ắt sẽ tới trả thù. Phối hợp lực lượng của ngươi và ta ám sát hắn không khó. Nhân viên nhàn nhạt nói, lời nói rất có thâm ý. Lời này chính là nói với Diệp Đế Hầu. Hai người bọn họ, một người là đệ nhất thiên hạ, một người xếp thứ ba giới võ lâm, lấy thủ cấp thượng tướng trong vạn quân vẫn là làm được. Làm gì ta phải nhúng tay vào chứ? Diệp Đế Hầu cười một tiếng, quay người đi xuống đỉnh núi. Lần này hắn không thể trở về. Là có ý gì? Hắn còn có thể chiến tử tại xa trường hay sao? Ta đều đã nói, ấn đường hắn biến đen. Câu trả lời này thông tục mà dễ hiểu đó. Ba người đều cười, đã là Diệp Đế Hầu nói thì 8/9 phần 10 chính là sự thật. Tướng quân Mạch Sẹo ngang ngược càn rỡ, hung tàn bạo ngược, cả đời làm đủ chuyện ác cũng nên phải gặp báo ứng. Bốn người hai trước hai sau tiến vào Tô Tinh Trấn. Dương Huyền vặn eo bẻ cổ trở về quán trà. Diễn Hào ngáp một cái trở về tiểu viên. Mà Dương Cách Lão điền rất khó tư tưởng, trở về phòng tắm nước nóng, đổi một bộ quần áo sạch sẽ, mái tóc hoa râm kia vuốt đến tỏa sáng, vui vẻ đi tới căn phòng của Hiệp Lam. Ngay sau đó Hiệp Lam liền ném hắn ra ngoài. Một đêm kinh hoàng lặng lẽ trôi qua. Ngày hôm sau, Diễn Hào sớm ra khỏi tiểu viên, cho dù có chuyện động trời gì xảy ra cũng ngăn không nổi anh bày quầy đoán mệt. Chỉ có điều bởi vì tướng quân Mạch Sẹo mà Tô Tinh Trấn hôm nay rất là vắng vẻ, gần như không thấy một bóng người, vẹn vẹn cũng chỉ có mấy lão nhân cao tuổi chống gậy run rẩy bước đi nhặt đồ ăn tại trên đường cái. Cơm đều ăn không đủ no thì cũng sẽ không có người nào đi xem bói, dĩa nào cũng như vậy mà vui vẻ thanh nhàn. Giữa cái lão tới qua một lần, nhưng một lần so với một lần còn thảm hơn. Hắn luôn muốn chạy tới căn phòng của Hiệp Lam cùng nàng tâm sự lý tưởng nhân sinh, là kém chút bị Hiệp Lam đánh chết. Diệp Đào hai tay chống cằm nhìn mà vui tươi hớn hở. Dương Huyền phía đối diện cũng gặm hạt dưa nhìn mà cảnh đẹp ý vui. Sau đó mấy ngày đây là như thế, Tô Tinh Trấn điêu tàn quạnh quẽ. Ngày thứ 9, Dương Huyền rời đi, chỉ lưu lại cho Diệp Đế Hầu một tờ giấy. Hắn nói là đi tìm Âm Sơn Lão Đạo tính sổ sách. Bây giờ chư hầu đang mãi hỗn chiến, chính là thời cơ tốt để hạ thủ. Nhưng lúng túng chính là hắn tìm khắp hơn phân nửa nước Yến, sửng sốt không tìm được Âm Sơn Lão Đạo. Sau 3 tháng hắn lại trở về, còn mang đến một tin tức: Yến quân đại bại, tướng quân Mạch Sẹo bị quân địch một tiễn bắn thủng đầu lâu, chết đột ngột tại chỗ. Sau trận chiến, ngay cả thi thể cũng không tìm được. Tin tức này quả thực là làm cho lòng người phấn chấn. Bắc tính đào vong khỏi Tô Tinh Trấn để lục tục trở về. Tô Tinh Trấn dần dần khôi phục lại phồn hoa của ngày xưa. Yến Vương một trận chiến này tổn thất nặng nề, liên tiếp ném đi mấy chục tòa thành trì. Lúc này cũng thay đổi chiến lược, từ tấn công lúc trước bây giờ biến thành phòng thủ. Quân phí vốn là căng thẳng, sau một trận đánh càng là đã rét vì tuyết, lại lạnh vì sương. Kết quả là chuyện đối bắt Dương Huyền lại bị hắn liệt vào chuyện quan trọng nhất. Yến Vương cần dùng đầu người của Dương Huyền mời Âm Sơn Lá Đạo rời núi, xuống mộ huyệt dò xét, dùng tốt bảo tàng trong mộ xung làm quân phí, sau đó phục thù trận chiến này. Sở truy nã cao thủ là dán đầy từng phố lớn ngõ nhỏ của thành trấn,
tiền thưởng tức thì bị đẩy lên tới 10 vạn lượng. Cũng vì thế, Yến Vương còn hứa hẹn người giết được Dương Huỳnh sẽ được ghi công cao nhất, đợi ngày sau hắn nhất thống thiên hạ, tất sẽ phong hầu bái tướng. Thật vậy, lời này của hắn đã để nhân sĩ võ lâm cảm xúc đều dâng trào mãnh liệt, tất cả kết thành liên minh hợp lực đuổi bắt Dương Huỳnh. Điều này cũng chính là nguyên nhân Dương Huỳnh trở về lại Tu Liên Trấn. Yến Vương đã như thế, hắn nào còn dám ở bên ngoài tản bộ, quán trà vẫn là nơi tốt nhất, chỉ ít thì có dịp nào có thể chiếu ứng cho hắn. Ánh nắng sáng sớm, trong lành mà ấm áp. Trải qua một trận chiến loạn, đường cái Tu Tinh Trấn đã trở lại như lúc ban đầu, âm thanh gào to không ngừng vang lên. Tại cổng tửu lâu, Diệp Đào vẫn ngồi an ổn. Âm Sơn, lão cẩu kia đến cùng đang lẩn trốn ở đâu? Dương Huyền hùng hùng hổ hổ liền ngồi trước bàn chống tay nhìn Diệp Đào. Mà Diệp Đào cũng rất thanh nhàn, một tay chống cằm, lắng lặng nhìn qua một tấm bố cáo cách đó không xa, nói nhỏ. Yến Vương thật là đại phát lực ca, 10 vạn lượng cả một đời cũng xài không hết. Nói xong, anh quay sang bên cạnh, nghiêng mắt liếc nhìn qua Dương Huyền. Ta nhìn người thế nào, ấn đường là có chút biến đen à? Người tìm lão tử đem cái bàn của người lật tung lên hay không? Dương Huyền mắng, sớm muộn gì người cũng sẽ chết, không bằng tiện nghi giúp ta 10 vạn lượng đi. Ha. À, hai vị đều ở đây sao? Đang lúc Dương Huyền muốn tìm Diệp Đào vật lộn, Dương các lão lại đến cười ha hả. Hôm nay lão Dương phải gọi là vui tươi rạng rỡ, hình như có việc vui, nhìn cả người hắn đều trẻ lại không ít, mà lại nụ cười của hắn rất là đắc ý. Sau 3 ngày nữa đại hôn, Dương các lão cười đưa ra hai tấm thiệp mời, chính là thiệp cưới, lật ra xem ghi đúng là tên của hắn cùng Hiệp Lam. Người cái lão tiểu tử này rất được đó. Dương Huyền vỗ nhẹ vai lão Dương, một bàn tay không hề phân nặng nhẹ, kém chút đập cho lão Dương học máu. Ta cũng bị lây chút không khí vui vẻ này. Diệp Đại Học cười cười, đến lúc đó nhớ tới. Dương cái lão xoa xoa hai bàn tay già. Người tới hay không cũng quan trọng, gửi một phần tiền đến thế là được. Ta nói tiểu tử mập mạp kia đi đường thật là phát lối đó. Ấn đường còn có chút biến đen, nhìn ra được là một thiếu gia thổ tài chủ à. Bắt hắn có thể yêu cầu rất nhiều tiền chuộc. Đối với lời nói của Dương Khách Lão, Diệp Đào cùng Dương Huyền tạm thời coi như đánh rắm, căn bản liền không thèm phản ứng tới hắn. Hai con hàng ngươi một lời ta một câu, nói chuyện rất vui vẻ. Bên trong sự ồn ào náo động hòa đêm lặng lẽ giáng lâm, một ngày đoán mệt đã kết thúc. Diệp Hào thu dọn đồ đạc, chậm rãi tại đường cái rộn ràng như một khách qua đường phong trần, an tĩnh nhìn nhân thế phồn hoa. Khi đi ngang qua một tòa phủ đệ, anh có chút ngừng chân. Đó là phủ đệ của Dương Khách Lão, trước cửa đã trải lên thảm đỏ, trên cao phủ lên đèn lồng đỏ chót, lụa đỏ kiều diễm theo gió mà phiêu đãng, giống như nữ tử đang nhanh nhẹn nhảy múa. Bầu không khí vui mừng muốn che giấu không thể nào che hết. Cách từ thật xa còn có thể trông thấy Dương Khách Lão vừa đi vừa về bận rộn, đi đứng nhẹ nhàng, mặt mo già nua tràn đầy vui sướng, nhảy cẩn như một hài tử nghiễm nhiên đã quên mất thân phận của mình. Diệp Hào mỉm cười cũng chưa từng quấy rầy, quay người rời đi. Tiểu viên dưới ánh trăng tĩnh mịch mà tường hòa. Mỗi khi gặp trời tối người yên, Diệp Đào đều ngồi dựa dưới tàn cây, cầm lấy bầu rượu, một mình ngắm nhìn bầu trời, cảm giác cô đơn vô cùng đáng chát, nỗi nhớ nhà phức tạp, mê hoặc tâm thần. Chẳng biết đến lúc nào, có làn gió nhẹ phẩy như thêm một tia túc sát. Hơi quỷ mị một chút, có người lao vào trong vườn, người khoác y phục dạ hành, khuôn mặt che vải đen, nội lực có phần hùng hậu, khí tức bá liệt. Chính là người có võ công cao cường. Người áo đen một câu cũng nói, liền đột nhiên xuất đao đâm toát không khí, nhắm thẳng vào Diệp Đào. Diệp Đào đang còn ngước nhìn tinh không, một đao đang đâm đến cũng không thèm quan tâm, cho đến khi mũi đao còn cách giữa lông mày anh chỉ vén vẹn 5 tấc, anh mới khẽ đưa tay vẫn là hai ngón nhẹ nhàng kẹp lấy mũi kiếm,
mặc cho người áo đen thôi động nội lực như thế nào để không thể đâm thêm nửa phần. Mạnh như vậy sao? Người áo đen kinh ngạc thốt lên. Diễm Đào không nói gì, đưa tay một chỉ gãy tại trên đao. Thanh âm thanh thúy mà vang dội chính cho thân đao ông động. Người áo đen kêu lên một tiếng, đặt đặt chân lùi lại. Mỗi khi lùi lại một bước đều dẫm cho mặt đất lõm xuống. Đợi đến khi ngừng lại thân hình, hai mắt hắn đã tràn đầy ngơ ngác. Thượng quan cửu, lão tử không lừa gạt ngươi chứ? Một tiếng cười hào sảng truyền lại từ bên ngoài tiểu viên. Lời nói còn chưa dứt, liền thấy có người đẩy cửa tiến vào, chính là Dương Huyền. Rất hiển nhiên, Thượng quan cửu, người áo đen này đúng là hắn dẫn tới, mà lại quan hệ giữa hai người không hề tầm thường. Không đê na, Thượng quan cửu giật xuống miếng vải đen che mặt, có thể thấy được khóe miệng hắn có máu tươi tràn đầy. Nhìn lên liền biết lúc trước đã bị chấn không hề nhẹ, sự chấn kinh trong mắt khó mà che giấu. Diệp Đào cuối cùng cũng từ tinh không thu lại ánh mắt, nhìn về phía Thượng quan cửu. Thân thể hắn cứng cỏi giống như một tòa tượng đài, mái tóc dài đen nhánh theo gió mà phiêu lãng, một đôi mắt thâm thúy mà có thần, lấp lóe kinh mang cực nóng, nội lực hắn bá liệt, chí cương chí dương. Cẩn thận lắng nghe, còn có tiếng rồng gầm. Loạn thế cuồng đao. Diệp Đào trong lòng lẩm bẩm, không cần đi tính để đã biết thân phận của Thượng quan cửu. Khí tức bá liệt, nội lực mạnh như thế, còn vượt xa Dương Huyền, hắn là xếp thứ hai giới võ lâm. Trong lúc nhất thời, tâm thần anh có chút hoảng hốt, chỉ vì khí chất của Thượng quan cửu cùng đao hoàng quả mức giống nhau, đều bá liệt như vậy. Lăng Phong, người rất được đó. Thượng quan cửu đi tới, thở dài rồi lại tặc lưỡi. Nửa năm không gặp, công lực của người là tu đến tình trạng đáng sợ như thế. Lúc Dương Huyền nói ta còn không tin, bây giờ xem ra hắn là thật sự không lừa gạt ta. Nếu không thì thế nào nói ta xếp số 1, người xếp số 2 đâu chứ? Diệp Đào lúc này thu lại suy nghĩ, một câu ý tứ sâu xa, thực sự đem chính mình xem như độc cô kiếm thắng. Cũng không có cách nào, vì Dương Huyền cùng Thượng quan cửu đều cho rằng như vậy. Ta nghe được lời này có chút tức giận đó. Thượng quan cửu nói, nhìn sang Dương Huyền, ánh mắt dường như đang nói, chúng ta đánh cho hắn một trận. Dương Huyền ho khan một tiếng, không thèm phản ứng con hàng này. Đánh độc cô kiếm thắng sao? Người nghĩ cả đám gì thế? Ngay cả người xếp hạng thứ hai đều không đi qua nổi một chiêu, vậy còn đánh cọng lông gì chứ? Thượng quan cửu cũng ho khan một tiếng, lắc đầu tỉnh táo nói lại. Một người xếp hạng thứ hai võ lâm, một người xếp hạng thứ ba trong giới võ lâm thực sự là xấu hổ mà. Đặc biệt là Thượng quan cửu còn đang hung hăng, chay mặt lông mày. Lúc trước, Dương Huyền đi tìm Âm Sơn lão đạo tính sổ sách. Không tìm được Âm Sơn lão đạo, lại gặp được hắn. Nghe nói độc cổ kiếm thánh ở tại Trù Tinh Trấn mà công lực lại tinh tiến. Hắn không tin điều tà dị, lúc này mới chạy đến tìm đệ nhất võ lâm đánh nhau. Lại là một chiêu bại hoàn toàn, không xấu hổ mới là lạ. Đã bao nhiêu năm qua, bà chúng ta hiếm khi tụ tập cùng nhau, tối nay không say không về. Sau khi xấu hổ, Dương Huyền phóng khoáng cười một tiếng, đã sẵn lên ống tay áo, một tư thế muốn uống đến địa lão thiên hoang mới thôi. Muốn nói tự giác nhất vẫn là Thượng quan cửu, đã la đầu chạy vào bên trong phòng của Diệp Hào. Sau đó liền nghe trong phòng âm thanh đinh đinh ầm ầm vang lên, bàn ghế bầu rượu chén trà, nồi bát bầu bồn nát bươm một chỗ, hình như có cường đạo đột nhập ở bên trong đang xoay rạch đập loạn. Đợi lúc con hàng kia trở ra, trong ngực ôm lấy hai vò rượu, đem căn phòng của Diệp Hào lật cho lung tung ngổn ngang. Cũng phải là tìm rượu thôi sao? Không thể phủ nhận thủ đoạn của hắn là có chút dã man. Có rượu ngon còn đem đi giấu, không có tí thú vị nào. Thượng quan cửu liếc nhìn Diệp Đào một cái, xong việc đưa cho Dương Huyền một vò, dứt khoát không có phần của Diệp Đào. Lại nhìn tới Diệp Đào sắc mặt đã đen thui, hai người tới tìm ta uống rượu đều không mang rượu tới sao? Hai vò rượu ngon kia thế nhưng là ta đã giữ hàng trăm năm, ta nhân gian phàm thế trân quý đến mức nào chứ? Chính là một lão viên ngoại tặng cho anh, ngày bình thường
anh đều không dám uống. Lần này ngược lại là tốt, tiện nghi cho hai tên súc sinh này. Nói chuyện nghiêm túc đi. Thương Bác Cửu không nhìn tới khuôn mặt đen thui của Diệp Thái Hào, vô trên miệng vò rượu một cái hỏi ra: người có nghe qua Quỷ Ngục Thành hay chưa? Chưa từng nghe qua. Diệp Thái Hào tức giận nói: không phải chứ, ngay cả người cũng không biết sao? Dương Huyền nhíu mày: thiên hạ to lớn như vậy, có rất nhiều nơi ta chưa từng đặt chân tới. Cậu đúng ha. Thương Bác Cửu cười một tiếng, chậm rãi nói ra: người ở lâu tại Trung Tinh Trấn, chuyện trong giang hồ có khả năng ngươi không biết. Có một tin tức đã truyền khắp giới võ lâm, chính là có liên quan đến Quỷ Ngục Thành. Vị trí cụ thể vẫn còn chưa rõ, chỉ biết nó ở tại một vùng biên giới nước Yến. Tương truyền trong đó ẩn giấu một khối thiên thạch vũ trụ ẩn chứa ma lực vô tận. Lúc trước ngũ đại chư hầu liên hợp tấn công nước Yến cũng liên quan tới việc này đúng không? Diệp Đào nhàn nhạt nói: đúng như lời ngươi nói. Dương Huyền gật đầu: các chư hầu lớn đều muốn có khối thiên thạch kia giúp bọn hắn nhất thống thiên hạ, mà nhân sĩ võ lâm không ít người cũng đã tiến đến muốn có được thiên thạch độc bá võ lâm. Nghe ý tứ của hai người có muốn đi nhìn một chút đúng không? Diệp Đào mỉm cười nhìn hai người: đây không phải là đến hỏi ngươi hay sao? Thương Khắc Khẩu cười nói: nếu như chuyện tài Quý Ngục Thành đáng tin cậy, đi xem một chút cũng không sao. Muốn đi thì đi đi, hai ngươi thành một đội ai dám tranh phong chứ? Thế nào, ngươi không có hứng thú gì sao? So với lạnh lộ đường xa thì ở lại đây đoán mệt vẫn là tương đối thoải mái hơn. Diệp Đào cười cười. Nghe được lời này, Thượng Quan Cửu cùng Dương Huyền đều lắc đầu cười một tiếng. Hai người hắn là minh bạch đợt của Kiếm Thánh xếp hạng thứ nhất này, tầm mắt của hắn đã vượt ra khỏi suy nghĩ của thế nhân, không phải là bọn hắn mà thể so sánh. Sự chênh lệch giữa bọn hắn cùng Kiếm Thánh không chỉ là công lực mà còn có tâm cảnh. Trong đêm dài, hai người đều lần lượt rời đi. Diệp Hào không có ý định rời đi, nhưng bọn hắn cũng đã chuẩn bị sẵn sàng cùng đi dò xét Quỷ Ngục Thành. Vốn định tối nay liền đi, nhưng Dương Huyền rất biết điều, đang còn muốn trước khi đi tham gia chuyện vui một chút. Cái gọi là chuyện vui tất nhiên là chuyện của Dương Khắc Lão cùng Hiệp Lam thành thân. Thiệp mời để đã nhận, nó có đạo lý không đi đâu chứ. Nữ hiệp kia tuyệt đối không hề đơn giản. Đi tại đường cái U Tĩnh, Dương Huyền không chỉ một lần nhắc tới. Luận về công lực, tuyệt đối có thể xếp trước 10, tối thiểu cũng cùng một cấp bậc với Quỷ Vô Thường. Cao thủ như thế mà ngay cả người để không nhận ra, ta ngược lại thực sự là có chút hiếu kỳ đó. Thương Văn Cửu cười nói: so với nàng ta càng nhìn không thấu Lăng Phong. Dương Huyền lời nói ung dung: lần này gặp được hắn có thật đã phá vỡ tam quan của ta. Ta đối với hắn cũng coi như hiểu rõ, nhưng lại cũng không biết hắn còn thông hiểu thuật đoán mệnh mà lại bất quẻ chuẩn xác không hề sai sót. Còn có công lực của hắn nhìn chung tại toàn bộ giang hồ tuyệt đối tìm không ra người thứ hai gần như là thông thần. Người của Độc Cô Gia đều là yêu nghiệt, ta sớm đã quen thuộc. Người có không nghĩ tới một chút tiền tổ của hắn là ai chứ? Độc Cô Cổ Bại đó, vén vẹn cái tên này liền đè chết một đời lại một đời người. Thượng Quan Cửu cười lắc đầu: làm không tốt Lăng Phong có thể vượt xa tiền bối cũng khó nói. Dương Huyền nghe vậy cười mà không nói gì, chỉ không ngừng lắc đầu.